Kết quả điều tra mới đây của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy tình trạng béo phì trẻ em từ tuổi tiền học đường và học đường đến tuổi trưởng thành đang gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn. Cụ thể, năm 1996, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 12%. 13 năm sau, năm 2009, tỷ lệ này là 43%. Và đến giai đoạn 2014-2015, tỷ lệ trẻ béo phì ở thành phố Hồ Chí Minh trên 50%, còn khu vực nội thành Hà Nội khoảng 41%. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nguyên nhân và là nguyên nhân rất lớn để gây nên tình trạng béo phì ở trẻ em, đó chính là do thói quen ăn uống không lành mạnh, thiếu cân bằng. Và chính vì vậy, để giúp cho con mình không bị béo phì thì có lẽ một trong những điều mà phụ huynh chúng ta nên làm là khi con còn nhỏ đã phải thiết lập cho con một chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học để giúp cho con hiểu được ăn uống lành mạnh là như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Khánh Huyền trò chuyện với hai vị khách mời ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một vị khách mời rất quen thuộc của chương trình, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Khánh Huyền, xin chào quý khán giả. Và một vị khách mời nữa cũng là một người mẹ rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con, chị Ngọc Quỳnh. Chào chị. Chào MC, chào quý khán giả. Đầu tiên thì chúng ta nên nói về một nhân vật không có mặt ở đây. Con trai của chị, Sushi Đăng Khôi, là một chàng trai rất là dễ thương, thông minh. Gần đây nhất thì bạn đã đoạt giải Hoàng tử Phong Khách trong cuộc thi Tài sắc Đại dương 2018. Xin chúc mừng gia đình. Vâng. Và cũng phải hỏi Ngọc Quỳnh rằng là chắc là Ngọc Quỳnh để nuôi dạy một cậu con trai thông minh và thậm chí cái hình thức của bé lại rất là cân đối như vậy. Thì cái chế độ dinh dưỡng của Ngọc Quỳnh đã phải lên từ rất sớm đúng không? Và rất là nghiêm ngặt đúng không? Là phụ huynh thì tất cả mọi người đều mong muốn con của mình sẽ có một sự phát triển toàn diện cả về học vấn nè, rồi về chế độ dinh dưỡng để cho con có một thể trạng cân đối và đảm bảo sức khỏe. Thì riêng về kinh nghiệm của Quỳnh và gia đình thì cũng rất là đơn giản, đó là làm sao để đảm bảo được cái chế độ ăn uống của con cho nó cân bằng cả về rau, về thịt, về trứng, về sữa. Riêng về phần tinh bột thì cũng phải chú ý nhưng mà không được nhiều quá. Nói chung là phải tuân thủ theo tháp dinh dưỡng phải không ạ? Cái điều này là các bà mẹ Huyền nghĩ hiện nay là đã được cập nhật rất là nhiều. Tuy nhiên làm được đến đâu thì cũng tùy mỗi gia đình và thậm chí tùy các bé nữa. Thì như ở nhà của Ngọc Quỳnh là có hai bé rồi. Đăng Khôi thì lớn hơn và sau này còn một bé hình như đang độ tuổi rất là nhỏ nữa. Nếu thế thì là cái ăn uống của hai bé hiện nay có khác nhau nhiều không? Ở gia đình Quỳnh thì bé lớn là Sushi Đăng Khôi thì hiện giờ được mới vừa tròn 5 tuổi. Thì cái chế độ ăn của bé và cũng như là cái thói quen ăn uống của bé thì nó lại dễ hơn. Cái việc chăm sóc cũng không có tốn nhiều thời gian công sức như là chăm bé nhỏ. Thì bé nhỏ hiện tại là Siro thì 3 tuổi nhưng mà lấy nhiều thời gian của mẹ và bà hơn. Thì riêng ở nhà Quỳnh thì lại may mắn là ngoài mẹ, ba chăm sóc thì lại còn có bà. Cho nên là ví dụ như là trong những lúc mà ba mẹ bận thì là cái việc cân đối khẩu phần dinh dưỡng cho bé thì lại có bà. Và cái cách bà cho ăn thì là thường là bà hay hỏi các cháu là ngày mai con muốn ăn món gì. Lại chiều theo khẩu vị của cháu. Dạ đúng rồi. Vì các con được lựa chọn cái món mà các con mong muốn cho nên là cái việc ăn nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn riêng với bạn lớn Sushi thì là ví dụ như là một cái thói quen là khi ăn thì lại thích chan canh. Còn bạn nhỏ thì là ăn cơm riêng và canh riêng. Cho nên là mình cũng để ý đến việc đó để mà khi chăm sóc con thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thế là cuối cùng không bé nào giống bé nào nhờ chị nhỉ? Thì có lẽ cũng nên hỏi chị Diệp là bây giờ chị theo cái nhận xét của chị thì các bé nhỏ hiện nay có cái thói quen ăn uống như thế nào ạ? Trong cái công việc của các cái bác sĩ làm nhi khoa và làm dinh dưỡng thì chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề hiện nay về vấn đề ăn uống của các cháu. Và nó sẽ trả lời ngay cái câu nói của Khánh Huyền ở đầu chương trình là tại sao bây giờ lại thừa cân nhiều thế, béo phì nhiều thế. Nguyên nhân chính là do dinh dưỡng không hợp lý. Nếu xem xét về thói quen thôi thì chúng ta thấy có mấy cái này. Thứ nhất là các em bé của mình hiện nay ấy, rất là nhiều em bé nó chỉ thích ăn một số món ăn thôi và nó không thích ăn một số món ăn. Thứ hai là nó chỉ thích ăn một số thực phẩm thôi và một số thực phẩm khác là nhất định không ăn. Đầu tiên là các bé là thích ăn cái gì. Thông thường thì hiện nay các cháu, đặc biệt là các cháu ở đô thị, các cháu thích ăn cái đồ gì mà nó nhiều chất béo, nhiều chiên, dầu, nhiều mỡ. Thứ hai là các cháu thích ăn cái đồ ngọt. Dạ. Mà ngọt là ngọt quá. Các cháu thích ăn cái đồ nó có nhiều muối. Các cháu lại thích mặn quá. Uống rất nhiều nước ngọt. Bây giờ mình sẽ quy ra ngay là mình biết ngay nè. Cái gì nhiều muối là những cái loại snack.
là các cháu rất là thích. Khoai tây chiên, trong đó người ta rắc muối vào thì các cháu thích. Rồi ngọt thì chúng ta thấy không phải chỉ có nước ngọt, các cháu thích trà sữa mà phải ngọt. Trời ơi, cái trà sữa bây giờ là tràn lan luôn. Đúng, đó là ngọt. Các cháu thích cái đồ ngọt, trong đó có cả những cái đồ mà không hề nhìn thấy chất béo. Em biết là con em á, đi thi các cái cuộc thi tài năng, chắc chắn em sẽ nhìn thấy xung quanh rất nhiều em bé ăn rất nhiều các loại bánh mà có nhiều chất béo và nhiều ngọt mà không hề biết. Ví dụ mình ăn bánh cách hoặc là bánh muffin, là những cái bánh mà giống như bánh bông lan ngày xưa đấy. Bánh đó rất là nhiều đường, nhiều mỡ, mà trong này nó là bơ và nó cũng có rất là nhiều năng lượng ở trong này. Đấy là cái thói quen mà chưa được hay lắm. Cái thói quen thứ hai mà chưa được hay là ăn ít gì đó, rất là ít rau, cũng không thích trái cây. Đấy là hai cái điểm mà chúng ta cần phải xem xét và cần phải điều chỉnh. Còn uống thì chúng ta biết rồi, các cháu thích uống nước ngọt, thậm chí là các cháu rất là nhỏ. Khánh Huyền có thể tưởng tượng là hàng ngày khi mà các em bé được ba mẹ mang đến trung tâm dinh dưỡng khám, hầu hết những đứa béo phì thì nó uống những cái thứ như thế này. Mọi người không bao giờ nghĩ là các cháu thích uống cà phê nhé. Uống được cà phê luôn từ lúc còn nhỏ. Ba mẹ cho uống cà phê hoặc là uống các cái loại mà người ta cho thêm caffeine ở trong đó, nhưng mà mình hoàn toàn không biết, mình hoàn toàn không để ý. Và đây chính là một trong những cái điều mà nó dẫn tới cái việc là các cháu có một cái thói quen không được hay lắm. Bên cạnh đó là màu sắc, thích đồ ăn có nhiều màu sắc, thích đồ ăn nào mà bán sẵn, thích ở cái chỗ nào mà nó đông vui, mà nó nhiều trò chơi. Thì những cái tác động này là những cái tác động mà nó có thể làm cho cái chế độ dinh dưỡng của các cháu không hợp lý. Thì mình nói thế thôi, nhưng mình cũng quay trở lại là cũng có những cái câu chuyện rất là hay. Có nhiều cháu là nhờ cái cách thức của cha mẹ hoặc là gia đình, thì một số cháu nó cũng có những cái thói quen lành mạnh mà đến bây giờ thì là có rồi. Nên là có khi chúng ta cũng cần phải khuyến khích cái hình thức này. Tức là một số cháu nó biết nhìn và nó cũng nhận ra là cái này ăn nhiều mập lắm, cái này ăn nhiều là yếu xương, vân vân. Đấy chính là một cái xu hướng. Tốt nữa là xu hướng là các cháu biết nhận diện ra đâu là thực phẩm mà mình không nên ăn nhiều. Và có lẽ trước khi trò chuyện tiếp theo thì Khánh Huyền xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả hãy thử làm một cuộc khảo sát nho nhỏ xem là các em bé xung quanh chúng ta hiện nay, các bé hiểu như thế nào về đồ ăn cũng như là về thực phẩm nhé. Dạ con thích ăn trà ghế. Dạ con thích ăn sandwich. Dạ con thích ăn gà sushi. Dạ con thích ăn gà rán với lẩu Thái. Con thích ăn món mì gói. Không biết ăn rau. Ở nhà con cũng có ăn rau, con ăn là rau muống được xanh. Con ăn rau muống với lại bắp cải. Dạ con ăn rau xà lách. Dạ con biết là trong rau có chất sắt, chất xơ và vitamin. Dạ vitamin. Sáng mắt. Dạ thưa cô, ăn rồi đó nó sẽ giúp con đẹp da. Con không biết. Mắt sáng hơn. Do mình mắt nó sáng. Con thích ăn cái dưa hầu với cái kèo. Con ăn cá rô. Dạ con biết là trong cá có chất đạm. Dạ trong cá là nó có xương. Dạ, ăn cá cho mình thông minh, cá giúp cho mình ăn sáng mắt. Dạ khỏe cao không? Vâng, quả thật là rất là dễ thương đúng không ạ? Các bậc phụ huynh hiện nay chúng ta không biết là không phải chỉ là cho ăn không đâu, mà còn phải dạy cho bé cách ăn uống như thế nào. Các bé thích ăn gì nó cũng do các bậc phụ huynh chúng ta là cho ăn hay là dạy là không nên ăn. Tuy nhiên, cái cách thức làm như thế nào và giúp bé ra sao để cho bé không bị cảm thấy là bé đang bị cực hình đây là điều mà ngày hôm nay chúng ta cần phải bàn đến đúng không ạ? Ví dụ như là ở nhà của Ngọc Quỳnh thì các bé cái chế độ ăn ngay từ đầu là em đưa ra cái chế độ ăn đó, em nói các bé là phải ăn như thế hay là tự các bé thích những cái món mà hiện nay các bé vẫn ăn? Ở nhà mình á thì ví dụ như là các con, đúng là các con rất thích ăn gà rán nè, cũng thích thế ăn hả? Mì Ý, thích ăn hamburger. Nhưng mà ví dụ như là khi đi ở ngoài thì bắt buộc là nhiều khi vì tiện cho nên là mình đành phải cho con ăn những món đó. Rồi ví dụ như khi ở nhà ngày thứ bảy chủ nhật thì khi mà các con muốn ăn thì sẽ có bà làm, mẹ làm. Và ví dụ như là riêng về mì Ý, các con mình rất là thích. Thì nếu mình ăn mì Ý bên ngoài thì nó chỉ có mì, sốt cà và thịt bò và một ít rau củ thôi. Còn ở nhà thì mì Ý của mình lại phối thêm với lại ví dụ như là bông cải hay là đậu. Cho nên là khi mà trộn chung tất cả các món lại với nhau thì các con cứ thế mà ăn thôi. Mà các con giống như là bị cái mùi mì Ý nó quyến rũ. Cho nên là các con lại ăn
một cách rất là vô tư, rất là hào hứng. Không như vậy thì tức là Ngọc Quỳnh đã phải cho bé ăn từ cái lúc mà bé chưa biết cách gạt những cái thứ bé không thích ra, đúng không? Bởi vì hiện nay nếu như các bé đã có cái khẩu vị nhất định thì các bé có thể bỏ rau ra mà chỉ ăn mì và thịt thôi. Riêng về khoản này em cũng có một kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người. Ví dụ như là bạn lớn nhà mình là Sushi á, ở tuổi là 5 tuổi thì có thể biết được là ví dụ như là ăn cà rốt thì là tốt cho mắt, sáng mắt thì để học giỏi, bởi vì bạn rất là thích học toán và rất là thích học tiếng Anh. Cái khiếu của bạn Sushi là bây giờ là có thể đọc được chữ tiếng Anh, tiếng Việt, cho nên là mẹ chỉ cần muốn giống như là có thời gian để làm việc khác thì mẹ chỉ cần cho con một cuốn sách hay một cuốn truyện thì con có thể tự ngồi đọc. Và trong những lúc ăn thì con, hai mẹ con hay trao đổi với nhau thì nếu mà con muốn là đọc sách nhiều thì con phải ăn cà rốt để cho sáng mắt. Rồi ví dụ như khi mà những lúc mà ăn những cái món rau mà bé không chịu thì mình lại nói là con ăn rau để cho có nhiều chất sắt thì bổ máu, thì con mới có đủ sức để con đi diễn thời trang hay là con đi chơi game show hay là con đi đóng phim. Cho nên là đó cũng là những cái cách mà để dẫn dụ để cho bé 5 tuổi có thể hiểu được. Riêng mà với bạn nhỏ thì là bây giờ bạn Siro Khoa Nguyên thì bây giờ là 3 tuổi và ở cái tuổi là có thể biết, rất là biết cách để lý lẽ, để chống lại ba mẹ khi là bị ép ăn. Cho nên là mình lại có một cách khác. Ví dụ như là mình phát hiện ra là bé thích ăn kiwi, thích ăn xoài chín và thích ăn rong nho hay là rong biển. Thì trong những cái bữa ăn mà có những cái món bé không thích thì ví dụ như là nhà mình hay nói vui là lừa bé đó. Thì là ví dụ là một muỗng rau củ thì ở trên lại là có một sợi rong nho hay là ăn kèm với lại kiwi. Thì bé ngoan ngoãn đưa vào miệng thì bé ăn thôi. Không, nhưng mà cái tuổi này thì cũng vẫn dễ gọi là mình cứ dùng cái từ lừa đó. Thì thực ra nghe hơi có vẻ quá đáng với các bé, nhưng mà cũng vẫn có những cách thức để giúp cho bé tưởng nhầm đấy là cái món mình thích để ăn những cái cần thiết cho sức khỏe của mình, đúng không chị? Thực ra thì chúng ta có nhiều cách, áp dụng cách nào nó phải phù hợp với cái tính cách của con mình và cái hoàn cảnh của gia đình mình. Còn nếu mà mình áp dụng máy móc thì thường là không thành công. Tất cả chúng ta đều biết là cái gì máy móc đều không thành công. Và Khánh Huyền quay trở lại cái câu chuyện là làm sao có thể tập cho trẻ ăn những cái món ăn mà mình biết là lành mạnh nhưng mà trẻ không thích. Thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân. Đầu tiên thì mình nghe cái câu chuyện của Ngọc Quỳnh ấy, thì Ngọc Quỳnh đang thể hiện cái cách thức mà về mặt khoa học là tập cho trẻ làm quen với các món ăn mới. Thì khi nào thì mình bắt đầu tập? Thì bản chất là cái đứa bé của mình khi mà sinh ra trong 6 tháng đầu thì mình sẽ cho trẻ bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Xong bắt đầu lúc mà trẻ tròn 6 tháng rồi thì ta bắt đầu cho trẻ ăn dặm. Và ăn dặm bản chất là nó cung cấp các chất dinh dưỡng, đáp ứng cái nhu cầu tăng trưởng của trẻ là tăng trưởng nhanh hơn. Nhưng mà nó cũng là cái quá trình để tập cho trẻ làm quen với các cái thức ăn mới. Muốn cho trẻ làm quen thì người ta đã có một nguyên tắc mà chúng ta vẫn biết là bao giờ làm gì cũng phải đúng từ đầu. Bạn Ngọc Quỳnh chắc chắn bạn làm đúng từ đầu. Tại vì từ đợt nãy đến giờ bạn kể câu chuyện, nội bà ngoại hay hỏi con như thế này: ngày mai con muốn ăn gì để nội ngoại làm? Thì đấy là một cái cách thức rất là đúng. Đầu tiên ta phải đưa ra lựa chọn cho trẻ. Thì đấy là cái cách thức là chúng ta tập cho trẻ một cái nền nếp, cũng như là trẻ có ý thức, trách nhiệm về cái quyết định của mình. Nghe thì rất to tát nhưng bản chất nó giống như là bạn Quỳnh bạn kể. Mình đã lựa rồi mà. Đúng rồi. Có trách nhiệm sự lựa chọn của mình. Bản chất nó là như thế. Thế việc thứ hai mà chúng ta nên làm đó chính là chúng ta tập theo một cái quy tắc. Quy tắc là như thế này: mỗi tuần chỉ giới thiệu một món ăn mới, một thực phẩm mới thôi. Không nên giới thiệu quá nhiều. Đã, nếu mà mình giới thiệu liên tục là hôm nay thì ăn rong biển, ngày mai thì rong nho, ngày mốt thì lại kiwi, ngày mốt nữa thì cà rốt, thì trẻ em nó không thích nghi kịp. Tức là các cháu không đưa vào nhận thức kịp, vì thực ra là trẻ em của mình ấy, nó bắt đầu nó có những cái nếp gấp ở trong não để nó ghi nhớ là nó phải có một cái thời gian. Thời gian đó là vào lúc nào? Thời gian đó thường thường là quanh 2 tuổi thì các cháu sẽ bắt đầu nhớ. Nên Ngọc Quỳnh quay trở lại là khi mình dạy con mình thì mình nhớ là cái đứa bé đó nó chỉ nghe được những cái thông điệp rất là ngắn gọn. Và những thông điệp này nó phải gần gũi với nó và nó phải hiểu thì nó mới thực hành theo được. Vì vậy là mình không giới thiệu liên tục. Giới thiệu mỗi tuần chỉ giới thiệu một món ăn mới hoặc một thực phẩm mới cho trẻ thôi. Khi nào mà trẻ từ 3 tuổi trở lên thì chúng ta có thể giới thiệu 2 cho đến 3 thực phẩm mới một lần. Thì lúc đó là đứa trẻ nó sẽ thích nghi, đồng thời là nó liên quan đến cái tiêu hóa ở bên trong. Đồng thời mình cũng theo dõi được, nhỡ đâu cháu bị dị ứng thì sao? Đấy là cái nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba của mình, đó là nguyên tắc là thuyết phục trẻ bằng nêu gương. Nêu gương của ai? Của chính mình. Nếu mà trong gia đình, những cái gia đình mà mẹ cũng không ăn rau,
ba cũng không ăn rau. Thì không thể bắt trẻ ăn không rau. Không thể nào tìm ra một đứa trẻ nó biết ăn rau. Dạ. Thế nên khi mà trong quá trình mà làm việc thực hành của các bác sĩ của tôi chẳng hạn đi, thì chị thường là làm này. Khi mà đến thì gần như tất cả các cháu béo phì đều ăn ít rau kinh khủng luôn, rất là ít. Xong hỏi thì mình hỏi là thế, ba mẹ có ăn rau không? Ba mẹ không ăn rau. Ba mẹ không ăn rau thì con cũng không ăn rau. Vậy là chúng ta phải có sự nêu gương. Và muốn nêu gương thì không nêu gương bằng lời nói. Với trẻ em phải nêu gương bằng hành động. Nên là mình nên cho trẻ em ăn cùng với mình trong một bữa ăn. Vui vẻ chứ không có ép. Và nguyên tắc là người ta không có lừa trẻ. Không ép mà cũng không lừa. Mà đặc biệt là không có được cưỡng bức trẻ. Và cuối cùng là nhất định là không có mua chuộc. Nếu chúng ta mua chuộc thì ta không thể mua chuộc mãi được. Tại vì nó nhỏ thì nó tin mình. Nhưng mà sau đó nó sẽ phát biểu lại một câu là ba nói vậy mà ba không làm như vậy. Ví dụ dọa là này, không ăn đi là công an bắt ấy. Đó. Không ăn á là bị béo phì ấy. Nhưng mà đứa trẻ nó không biết thế không nào là béo phì. Phì là gì? Đúng rồi, con mà không ăn là mai kia con sẽ bị còi hay là bị gì đó, nó không biết. Nên chúng ta không có nên làm cái kiểu là mua chuộc, dọa dẫm, cưỡng bức, ép buộc là không nên. Chúng ta nên từ từ, các cháu nó sẽ thích nghi được. Và đưa ra những thông điệp nhẹ nhàng em. Và dễ hiểu tùy theo tuổi. Ví dụ như bạn Quỳnh, bạn có ví dụ nè. Là con của Quỳnh thì thích đi diễn, đi đóng phim, thời trang vân vân. Thì bảo con ơi, con ăn cái này đi. Vì nó có bổ máu. Có máu thì mình mới diễn được. Thế là cháu nó thích. Như vậy đây chính là cái là tùy theo tính cách của trẻ. Bạn ấy không có mua chuộc đâu. Mà bạn ấy đang giải thích một cách vô cùng đơn giản. Cho nên là đứa trẻ nó thích. Các bậc phụ huynh thì Huyền nghĩ ai cũng muốn cho con mình những điều tốt nhất. Tuy nhiên đâu là điều tốt nhất và phải làm như thế nào thì có lẽ qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Huyền tin rằng các bậc phụ huynh đã có câu trả lời cho mình rồi. Cảm ơn bác sĩ Ngọc Diệp, cảm ơn Ngọc Quỳnh đã đến đây và chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đồng cảm với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay.